Tình cờ được giới thiệu về hoạt động hiến máu từ khi còn học lớp 12, Đồng Văn Thăng đã nhen nhóm ý chí sẽ tham gia nhiều hơn cùng phong trào ý nghĩa này. Vài tháng sau, khi vừa tròn 18 tuổi, Thăng đã đăng ký hiến máu lần đầu tiên vào giữa những ngày tháng 7 tại chương trình Giọt Hồng Tri Ân. Không khí sôi động, nhiệt huyết của các bạn trẻ tại ngày hội khiến Thăng quyết tâm trở thành tình nguyện viên hội máu. Thì đầu tiên khi tham gia đội máu thì mình đã nhận được rất là nhiều. Mình có những người anh em có đội luôn hỗ trợ mình trong mọi khó khăn hay là gặp vấn đề gì thì mình có thể nhờ sự giúp đỡ của đội. Và ngoài anh em ra thì mình đã học được rất nhiều kỹ năng như là kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục người khác và kỹ năng làm việc tập thể. Sau hơn 2 năm hoạt động nhiệt tình tại đội sinh viên vận động hiến máu Đại học Kiến trúc Hà Nội hay còn gọi là đội kiến lửa, giờ đây Đồng Văn Thăng đã trưởng thành hơn trong vai trò đội trưởng, thủ lĩnh của đội kiến lửa. Ở chương trình Thắp Sáng Trái Tim Hồng lần thứ 22 này, như một con thoi, chàng trai 20 tuổi có mặt ở mọi khâu, quan sát và hỗ trợ tất cả các hoạt động của đội. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và đôi mắt sáng, ở cậu bạn toát lên khí chất của một người thủ lĩnh đa tài, quyết đoán. Với các thành viên trong đội kiến lửa, thủ lĩnh Đồng Văn Thăng là người anh cả, người dẫn dắt và cũng là một người truyền cảm hứng. Anh Thăng là lúc mà em mới vào đội là em nghĩ là anh Thăng rất là một người rất là nhiệt tình. Vì khoảng thời gian em vào đội nó hơi muộn một chút so với các bạn cùng với khóa bọn em. Thế là nhưng mà anh Thăng đó có sự nhiệt tình rất là nhất định với bọn em. Anh ấy giúp đỡ bọn em trong quá trình mà hòa nhập với mọi người. Xong giúp đỡ bọn em trong các cái sự kiện phân bố rất là rõ ràng, thế nên em sẽ không phải ngỡ trong cái lúc mà mình làm việc ở sự kiện này.